Wise choice. If you need a new spirit animal, kids, cry. You've don't worry, my friend. I am your shield. Ok, hey, yo, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của KK Video. Chúc mừng đến với series hướng dẫn như là chia sẻ kinh nghiệm chơi các bộ cơ ở trong Mobile Legends 33 MHz nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đem đến bạn một cái bài đánh nó mang thiên hướng là dễ chơi và ít phụ thuộc vào cái nhân phẩm, là một quả đánh tạm thời thì chơi bằng đầu. Mình đang cầm cho mình là những con thủ vệ trước nhé. Thì lý do rất là đơn giản thôi, là mình cầm thủ vệ để cho đối phương không có thủ vệ để mà chơi. Đấy, thì mình sẽ là người cầm con thủ vệ này. Giai đoạn đầu thì tạm thời là mình đang đánh giống như là cái clip ngày hôm trước á, nhưng mà mình khác một chỗ, đó là chúng ta sẽ chơi cho mình con chỉ huy là con Ria skill 1 chứ không phải là con Conny skill 3 nữa. Đó, trong trận này thì cũng có hai người đang đánh cho mình là con bài Tha skill 3 nhá. Thì bạn bật cái bảng lên là bạn sẽ thấy là đây thì có hai bạn đang đánh Tha, là bạn Nightbot với lại bạn Thanh Tuyền, đúng không? Ừ đúng rồi, Thanh Tuyền là hai người đang đánh Tha. Thì chắc là một hồi là sẽ chơi những con tướng 5 tiền nữa thôi, chạy đường nào khỏi. Thì mấy ổng chơi meta của mấy ổng mà. Đây là một lát nữa thì mình sẽ đánh một cái bài nó không có liên quan gì tới cái vụ 5 tiền của mấy ổng nhá, mà mình sẽ chơi một cái đội hình riêng của mình thôi. Và mình chơi với con Ria skill 1 thì nó khá là đơn giản để cho bạn chơi. Tại vì nói chung là Ria skill 1 thì mục đích là chúng ta để lấy ngọc mà. Chỉ cần lấy được ngọc là ok. Rồi, tạm thời thì giai đoạn đầu mình đang có một con Akai khá là lực nha. Anh em thích thì có thể lấy con này về. Anh em gắn vô thì nó sẽ thành là 4 thủ vệ, nhưng mà phải up 1 cấp thì nó mới thành 4 thủ vệ được. Nên là thôi, chúng ta cũng không cần thiết là phải up vô làm gì đâu. Có một con Akai được tăng như kia thì nó cũng khá là ổn rồi. Với lại Mia đứng ở phía sau bắn thì nó cũng khá là ok rồi anh em ạ. Bên kia thì người ta chơi Percy. Percy này skill mấy mình quên mất tiêu rồi, hình như là skill 1 thì phải tạo ra một phân tăng của nó lúc mình. Ừ hình như là skill 1 hay sao á. Đấy, thì nói chung là mình muốn thắng giai đoạn đầu á, nhưng mà lỡ may mà mình có thua thì nó cũng không sao nha. Mình cố gắng mình giữ lại cho mình là 20 tiền để một lát nữa thì chúng ta ráng cố gắng kiếm con gọi là Mia cho lên 3 sao. Thì đối phương thì có thêm một cái con hồi sinh như kia thì đương nhiên là người ta sẽ lợi hơn mình một con rồi. Và mình có thua thì nó cũng rất là bình thường thôi, tại vì cái con chỉ huy của họ là con chỉ huy mạnh đầu game nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ coi thử là mình sẽ lấy được cái ngọc gì. Để xem nào, đây có pha lê giác đấu, pha lê xạ thủ. Thì mình sẽ lấy pha lê giác đấu luôn nha. Rồi, đi giác đấu với lại Mia luôn. Thì mình sẽ đánh Mia giác đấu luôn ở những cái lượt đầu tiên như thế này. Đương nhiên là mình muốn kiếm cho mình là gọi là 20 tiền, đúng không? Kiếm cho mình 20 tiền thì cách là mình sẽ bán bớt con này đi. Thì mình sẽ giữ con này lại. Tại vì một lát nữa mình cũng không có chơi tinh linh, để mà mình sẽ không có chơi tinh linh, mà thay vào đó thì chúng ta sẽ đánh cho mình đó là đấu sĩ. Đây, đấu sĩ này vô được này. Thì cho nó sẽ lên lại cho mình là hai đấu sĩ. Mình sẽ đi đấu sĩ với lại giác đấu nha. Đấu sĩ với lại giác đấu và Mia chủ lực. Mia đấu sĩ giác đấu thì chưa gì là mình thấy là con Mia mình đã có giác đấu rồi đó. Thì một lát nữa anh em sẽ búp cái chiêu của Ria lên người của con Châu. Lên người của Châu thì nó sẽ ra cái ngọc giác đấu, và như vậy thì chúng ta sẽ có giác đấu để mà chơi. Giai đoạn này thì nếu như mà còn lắm mà mình có thua thì mình bán qua AK đi nhé. Chắc là thua thôi, khi mà cái ngọc giác đấu thì mình chưa có tận dụng được, tại vì không có con Châu ở trong này, cũng không có mấy con giác đấu ở đây để có thể tận dụng được nha. Tạm thời mình sẽ bán qua AK đi. Một hồi thì mình đánh đấu sĩ giác đấu cho nó sẽ không có liên quan gì tới mấy con thủ vệ đâu nhé. Nên là mấy con thủ vệ là hồi nãy là mình đã bỏ con Beric rồi, và bây giờ thì mình sẽ bỏ thêm cả con Akai nữa. Một lát nữa mình sẽ bán con Akai 2 sao luôn, tại do là nó không có liên quan gì với cái đấu sĩ giác đấu của mình hết trơn á. Mình lấy được ngọc giác đấu cho nên là mình đi theo cái bài đó ha. Thì đương nhiên là mình muốn kiếm cho mình đó là cái gọi là cái gậy như ý, nhưng mà không có ở trong này, không có gậy như ý. Tạm thời là lấy kiếm hút máu đi cho Mia nó đứng ở phía sau nó hút máu, còn không thì anh em lấy kiếm xanh, không thì anh em lấy kiếm diệt quỷ đó. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể gọi là sử dụng được nhé. Còn tại vì là mình đánh Mia giác đấu cho nên bạn nên cố gắng kiếm những cái đồ nó liên quan đến tốc độ đánh, tốc độ đánh của mấy bạn cao cao một xíu thì bạn sẽ dễ chơi hơn. Rồi, đó là những cái điều mà mình có thể chia sẻ cho bạn trước. Này, chỗ này chúng ta sẽ lấy một giác đấu như này, rất là đơn giản thôi. Thì mình sẽ có giác đấu để mà chơi. Mia sẽ cho cầm này. Dưới này mình sẽ cố gắng mình roll một xíu để kiếm thêm mấy con kiểu Mia ấy, mà kiếm không ra thì thôi.
Đây, thằng này vô kiếm không ra thì thôi nhá, không là lắp giác đấu rồi vô lại. À, thì mình sẽ có Mia giác đấu như thế này. À, đấu sĩ thủ vệ. Tạm thời thì vẫn giữ mấy con thủ vệ đó đi, lát nữa tính sau anh em mà, lát nữa mình sẽ bỏ. Nhưng mà bây giờ thì mình cứ giữ đó, không có bị lỗ gì đâu. Với một cái kiếm hút máu bên kia ta chơi ui ngọc chim tinh, ngon vậy. Lancelot rồi pha lê chim tinh khá là ngon nha. À, thì đấy, thì nói chung là chim tinh bây giờ ngon lắm anh em, chim tinh đi với bộ nào cũng ngon. À, Lancelot nhảy ra phía sau tấn công vào chỗ của Mia của mình, Mia của mình đã nằm rồi. À, khá là đáng tiếc. Nhưng mà không sao, chung thì đương nhiên là mình không muốn nó nằm đâu, nhưng mà nó lỡ nằm rồi thôi. Vấn đề là chúng ta cần phải kiếm con Mia 3 sao nhé, kiếm Mia 3 sao rồi sau đó đẩy lên cho mình là 6 giác đấu. Được 6 đấu sĩ thì tốt, còn không thì đánh 4 đấu sĩ, nhưng mà cái giác đấu là bắt buộc là phải 6. Thì bạn phải ráng cố gắng bạn kiếm 6 giác đấu, chứ còn mà không có 6 giác đấu thì nó không có đủ khỏe nha. Cái này thì thủ vệ đồ cái thứ thì tạm thời là mình đang giữ mình chơi thôi, chứ còn thực ra thì mình cũng chẳng muốn chơi thủ vệ nhiều đâu. Giác đấu thì bây giờ là muốn kiếm lên 6 giác đấu thì nó cũng hơi chua, nên là từ từ giác đấu nha. Chúng ta nên kiếm con gọi là Mia. Ron thì chưa thấy, mà thấy Châu không à. Chưa thấy Mia đâu mà toàn thấy Châu thôi. Đấu sĩ thì chắc có lẽ là bây giờ mình bỏ tạm đi, để mình tập trung mình kiếm con Mia của mình trước nha. Đấy, thì lát nữa thì mình sẽ bỏ Akai. Khi mà cái gian tướng của mình nó 2 sao rồi thì mình sẽ bỏ bớt Akai ra, lắp thêm một con giác đấu vào thì nó sẽ thành là 4 giác đấu nhé. Thì 4 giác đấu là nó sẽ có tỷ lệ cơ hội là 35% làm cho ác, còn 6 giác đấu thì là 50%. Đấy, thì cái với cái tốc độ đánh mà cao đến từ Mia thì nó sẽ gây được khá là nhiều hiệu ứng làm choáng lên đội hình bên phía đối phương, và đó sẽ là kiểu chơi của ngày hôm nay. Mình sẽ kiếm thêm những đồ tốc đánh, kiếm thêm kiếm giảm sao chẳng hạn, thêm một cái kiếm giảm sao cho con Mia nữa thì nó sẽ bắn được những cái người đánh con bài tha này nè, thì người ta sẽ bị giảm sao xuống ấy, chứ không là để người ta 3 sao thì đánh rất là mệt. Và giảm sao xuống thì chưa biết là mình đã thắng được hay không nữa cơ. Tướng sở hữu sẽ được hồi mana sau khi hạ gục được một tướng, cũng khá là ok. Sau 3 đòn đánh thường thì sẽ gây thêm sát thương vật lý, nhận 8 vàng. Tướng sở hữu hồi mana cũng ok đó, nhưng mà mình không cần thiết cái đó lắm rồi thôi, lấy 3 đòn đánh thường để gây thêm sát thương. Rồi, vậy đi thì con Mia của mình nó sẽ có thêm sát thương nhé. Rồi con Mia đâu? Vô lý thật sự anh em à, roll quá trời mà không thấy Mia đâu hết à. Mia đâu? Nào, đừng có giỡn vậy chứ. Tôi thấy bạn giỡn hơi nhây á. Trời, Châu quá trời luôn, Châu sắp 3 sao rồi mà chưa thấy con Mia đâu. Có ai đánh Mia không? Mà sao tôi roll không thấy con Mia tôi đâu hết vậy? Có một người đánh Mia ở phía dưới, hai người đánh Mia. Hai người thôi, cộng mình nữa là 3 người thôi. Kiếm diệt quỷ. Sách giáp, hãy kiếm diệt quỷ đi. Mia đâu trời? Vô lý thật sự anh em ạ. À, muốn kiếm con Mia lắm luôn rồi, kiếm ra Châu 3 sao luôn rồi kìa. Châu nó 3 sao luôn rồi. Còn Mia thì chưa thấy. Mình ráng mình kiếm con Mia nha. Này, bỏ cái này đi. Thầy này vô. Đấy, không chơi thủ vệ nữa, thêm con này vô đi cho nó. Thêm phần Châu bò. Châu mình 3 sao rồi. Châu 3 sao. Mia mới có 2 sao à, mình đang giữ cấp thấp để mình ráng mình kiếm con Mia đó anh em à. Không có Mia 3 sao đánh lại đâu. Đấy, Mia phải 3 sao lên để nó đứng ở phía sau nó bắn, chứ còn không là không ăn thua. Đấy, mình roll hồi Châu nó 3 sao rồi mà con Mia mình nó mới 2 à. Rồi, kết hợp thêm cho mình là hai con kết hợp thêm cho mình là con tinh linh đến từ điện với lại Croc thì nó dính đấu sĩ nhé. Hồi thì bạn có thể bỏ tinh linh được, đầu game thì mình cứ chơi đi. Cái tinh linh nó ngon mà, nó sẽ làm cho cái dàn tướng của mình thì tính ra là có bốn con Croc đứng ở phía trên này. Nên là con Mia thì đứng ở phía sau, với lượng điện đứng ở phía sau thì nó ít bị người ta target vào, nên là nó cũng không có lo cái chuyện là sẽ bị mất nhiều máu ấy. Đấy, còn con Atlas thì có thì chúng ta cứ mua về ta để đấy, không có bị lỗ gì nha. Thì nói chung là Atlas là con đấu sĩ anh em mà. Atlas, Châu, Mia. Thôi nói cho giỡn chứ, cho tôi xin vài con Mia nữa đi chứ, hết tiền anh trai ơi. Em roll sạch tiền mà anh không đưa em Mia là em mệt lắm á. Ông roll quá trời luôn. Roll chắc phải 10 tiền ra được một con. À đù, chắc 1, 2, 3 người đang quýnh Mia. Thì nói chung là 4 người quýnh Mia. Bốn người quýnh Mia thì hơi căng anh em ạ. Vậy Mia như vậy thì nó bị hiếm rồi. Nó bị còn cả mấy con à. Mình roll nhiều lúc nó không có. Thì đó, thì mình up thêm một cấp là mình có thêm 4 đấu sĩ rồi. Cái việc mà Mia thì cứ từ từ cũng được, không có cần phải vội. Nếu mà được thì lên 3 sao, còn không được thì mình để 2 sao mình đánh. Vậy bây giờ biết làm sao. Mình thì mình muốn nó lên á, nhưng mà nó không lên thì phải
buộc phải up cấp thôi. Mà một khi mà mình đã up cấp rồi là mình sẽ không có cố gắng kiếm con Mia nữa nhé. Mà thay vào đó thì mình sẽ up cấp để mình lấy cộng hưởng. Chứ bây giờ là roll mãi mà không thấy Mia thì rất là mệt. Được cái là mình đang chủ thắng nha, nên mình có tiền để mình roll á. Chứ còn những người mà ví dụ như bạn mà đang bị chủ thua rồi á thì hạn chế roll lại nha. Mình hạn chế roll cờ lại. Roll cờ nhiều lúc nó không có ra. Đấy, giống như bạn hên thì roll thì nó ra, còn nếu bạn xui roll thì nó không ra thì cái đó là chuyện bình thường nha. Nên là mình không có thích chơi cái kiểu roll cờ lắm, nhưng mà tại vì là bây giờ là mình đang khá là xanh với cái chuyện là mình đang ở chủ thắng, mình tự tin để mình roll. Và sẵn tiền thì mình roll thì mình có thể lấy thêm những con kiểu này với lại con này luôn. Đấy, con rock thì mình chơi, với con điện thì mình không cần ba. Điện thì mình cho nó 2 sao được rồi. Châu 3 sao nha. Con Atlas thì gần 3, con Grock thì nó 2 sao luôn rồi. Dàn tướng mình thì nó 2 sao, 2 sao, 3 sao. Sau khi mà lên cấp độ 6 xong phát là mình để dành tiền mình up cấp thôi, chứ mình không có roll nữa. Đấy, khúc dưới này thì mình sẽ roll để mình kiếm cả Mia, kiếm cả Atlas luôn. Lên được bao nhiêu con hay bấy nhiêu. Đấy, ai cũng chơi Mia hết à. Thấy nãy giờ là khá là nhiều người đang sử dụng Mia. Bên mình thì đang chỉ được có cho mình là 3 con giác đấu thôi, chứ cũng không có tới 4 giác đấu. Nhưng mà cái khả năng chống chịu là tốt, tính từ tinh linh cộng với cả đấu sĩ, nó đem được một cái hiệu quả rất là rõ ràng nha. Người ta cũng không có vô máu anh em ạ. Người ta cũng không có vô máu mình, trong khi con Mia mình là bắn ngược lại thì nó bị choáng là nó dính sát bên chuẩn. Và ba đòn đánh tay thì nó sẽ làm choáng đối phương á. Cho nên là bởi vậy là bây giờ là lấy thêm cái gọi là tốc độ đánh cho Mia là hợp lý nhất, gãy như ý là hợp lý nhất. Nếu như có là ưu tiên lấy gãy như ý nha, còn không có thì mình có thể lấy kiếm nhậm sao. À, thì bỏ cái kiếm dị quỷ đi. À, thanh tẩy thì cũng có thể bỏ luôn, nhưng mà bây giờ thì tạm thời là mình cứ giữ nó cho các một thanh tẩy thôi. Có gậy như ý không? Không có gậy như ý. À, vậy thì chỗ này cũng chẳng có cái gì để mình lấy hết chứ. Không có cái đồ gì ngon anh em ạ, toàn đồ xà lơ không à. Thương thủ mình không cần. Chắc mình lấy tướng quá. Lấy tướng đi xong mình bán đi lấy tiền để rồi roll. Chứ cái gọi là ngọc đồ cái thứ thì mình không cần. Đáng ra nãy mình lấy con Aura hay hơn. Lấy Miêu Tàu bán, lấy Aura bán con hơn. Cho thằng kia nó khỏi có con Aura nó chơi luôn. Nào. Giỡn chứ nhanh con Mia tôi 3 sao cái đi rồi. Hai con nữa. Mình hai con nữa mình roll được. Nói chung là lượt này lượt sau nữa mình roll phát nữa. Lượt sau nữa mà không được thì là thôi đó, bắt đầu up cấp nha. Thì mình sẽ lấy thiết bị nhân bản rồi cái thứ mình nhân bản Mia cũng được. Thiếu còn hai con nữa thì cái này rướng được anh em. Cái này mình đang rướng được nha, vẫn còn rướng được. Không có đến mức độ là rướng không nổi, mà mình vẫn còn đang rướng được. Mình có thua một lượt thì nó cũng không sao. Tại máu mình còn dày lắm, máu mình còn tới 6 mấy. À, mấy bạn này thì bạn chơi nút cửa hàng. À, bạn lấy Aura này, bạn chăm máu này. À, chăm máu luôn rồi. À, nãy là bạn lấy được Aura này, nãy mà mình lấy Aura của bạn này là ngon này. Mình lại đi sách, mình lấy cái con Miêu Tâu. Đáng ra là mình phải lấy con Aura của bạn này nè, cho bạn khỏi có Aura chơi. Mà thực ra thì con Aura 3 sao thì nó khỏe, nó cũng khỏe thật á, nhưng mà nó cũng không phải là quá gì, quá là ghê gớm. Giống như là mấy con kiểu Gatot hay là mấy con khác thì nó ghê gớm hơn. Con Aura thì nó cũng được thôi. Giống như con God thì mới là vấn đề nhiều, chứ con Aura này thì có thể chấp nhận được. Chấp nhận được anh em ạ. Rồi, mình cố gắng mình roll kiếm con Mia 3 sao nha. Đây, lượt này, lượt sau nữa là roll rồi. Đấy, một con nữa chứ nhiêu. Đơn giản vãi nồi luôn. Đấy. Rồi một con ấy không đơn giản, có gì khó đâu anh em. Xong rồi ta lên 4 giác đấu rồi, tới lúc rồi đó, tới lúc gọi là lắp giác đấu đồ vô quýnh. Còn con Atlas kệ đó, Atlas nó lên được thì tốt, nó lên không được thì thôi. Đấy, sau đó anh em lắp vô cho mình là 6 giác đấu nha. 6 giác đấu xong rồi ba tinh linh cứ để đó, xong rồi lên 4 đấu sĩ, 6 giác đấu rồi Mia nó bắn cho mình là được. Hồi nãy thì mình lấy cái của mình là gây thêm đam. À, bây giờ mình cần những cái đồ nó tăng tốc độ đánh á, những cái chiêu cổ tự mà tăng tốc độ đánh là ngon thì con Mia nó bắn nó sẽ choáng được nhiều hơn. Còn không thì lấy cái ma ảnh cũng được. Lấy cái ma ảnh thì mình sẽ có hai con Mia, thay vì một con thì sẽ thành hai con thì nó cũng khá là ok, thì nó sẽ tăng gấp đôi cái khả năng làm choáng lên. Nó vậy thôi. Bên kia thì mấy ông này cũng Mia tôi ba, mình cố gắng mình roll là nó ra anh em ạ. Tuy nhiên là nó sẽ khá là chua chát. Nếu như mà nhiều người sử dụng cái con Mia này thì mình roll thì nó sẽ khá là chua. Nhưng mà nói chung là phải cố gắng roll thì nó mới có. Còn bạn không roll thì đương nhiên là sẽ không có Mia 3 sao để mà chơi. Nó vậy thôi. Ổn nha. Nói chung là đang khá là ổn. Ông kia thì ông bính tha cho nên là ông nuốt. À, ông nuốt Alucard với lại con Aurora. Ông bán cái con kia rồi. Ông bán con Fanny, ông nuốt hai con. Giờ ông mới nuốt này. Giờ thì ổng mới bắt đầu nuốt, ổng còn có năm mấy máu à. Rớt máu một phát còn năm mấy máu à. Mỗi khi cửa hàng các thứ tướng mana, các tướng bắt đầu nhận ba tướng ma ảnh được nè. Tướng sở hữu thì sẽ được khống chế và hồi lại máu. Mình lấy cái ma ảnh đi.
lấy cái màn ảnh đi để tăng thêm khả năng làm choáng. Rồi bắt đầu là mình chỉ tập trung vào cái chuyện là up cấp nha anh em nha, không có roll cờ nữa, bắt đầu là up cấp thôi, up cấp để lên 6 giác đấu cho bằng được. Rồi, sau khi bạn lên được 6 giác đấu xong phát là ok, mọi chuyện nó đâu vào đấy liền nha, cứ bình tĩnh. À, giác đấu thì nó có những cái con 3 tiền anh em ạ, những cái con 3 tiền nó mang giá trị là 3 tiền ấy, thì cái khúc sau bạn roll cấp cao cao lên xíu bạn dễ roll kiếm lắm. Đấy, hai con Mia bắn chón ngon nha anh em nhé. Thêm một cái gậy như ý cho nó nữa là hai con bắn nhanh lắm á. Đấy, có gậy như ý liền, hợp lý liền. Ở chứ cái gậy như ý thì nói khó thì không khó, nói dễ thì không dễ, nói chung là có thể kiếm được. À, lấy bùa mê hoặc lát nữa cho Gatot. Cho Gatot nấy, gậy như ý là bắt buộc phải lấy rồi. Đấy, thì bùa mê hoặc mình sẽ cho con Gatot. À, chỗ này thì chúng ta có thể roll up một cấp đi. Một cấp xong rồi rồi một cái hai cái à, ra giác đấu lượm về nhét vô, đơn giản anh em, đơn giản không có khó nha. Nói chung là chơi kiểu này thì nó không có khó. Rồi ta up lên cấp 8, ta nhét ra tốt vô nữa cái là 6 giác đấu à, đơn giản vậy thôi, đơn giản vậy thôi. À, cho thằng điện cầm sách à, cũng được, cho nó vô nó giật cái trước đi. Châu 3 sao Grock được miếng nào hai miếng đó, giác đấu được miếng nào hai miếng đó, 5 giác đấu rồi. Đấy, một con nữa là chúng ta sẽ có được cho mình là 6 giác đấu ổn định. Hai con Mia ma ảnh bắn thì nó có hồi máu nhờ đấu sĩ và nhờ kiếm hút máu, và nhờ thêm cho mình là cái skill đầu tiên là skill gây đam á, nên nó bắn là đấm có đam nha. Hỏi anh em thấy không, bắn choáng và bắn gây đam ớn chưa? Anh thấy Mia ba sao bắn gậy dưới bắn nhanh không? Bắn nhanh nha, bắn 3 phát thì nó gây đam một lần, ngon không? Ngon chưa? Đơn giản ha. À, nói chung là đây sẽ là một bài đánh nó khá là đơn giản và nó hiệu quả, nó dễ chơi. Đấy, mình thì mình đang muốn hướng tới những cái clip giống như vậy, chứ còn mà những cái clip mà nó đòi hỏi nhân phẩm nhiều quá thì mình làm thì mình có thể mình làm mình quay 10 game thì nó sẽ được một game. Đây, vừa chơi vừa quay đây nhá. Đây, vừa chơi vừa quay chứ không phải là quay sẵn đâu. Nên là nói chung là mình quay 10 game thì nó cũng sẽ được một game nhân phẩm. Nhưng mà như vậy thì nó không có đem lại được cái điều mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó là nó khá là dở ở cái chỗ đó là mình thì mình đánh 10 game mới được một game. Bây giờ mình chia sẻ cho các bạn rồi, các bạn đánh nhiều khi 20 game không được game nào. Cái, thôi lúc đó nó sẽ không có đem lại được nhiều cái giá trị. Những cái clip như vậy thì nó chỉ mang cái giá trị tham khảo thôi, chứ nó không có đem lại cái hữu ích cho cái việc gọi là leo răng ấy. Nhưng mà mình sẽ hạn chế làm những cái clip mà nó đòi hỏi cái mức độ nhân phẩm nhiều quá. Đấy, đây, đây mình đang đánh cho mình là một cái kiểu đánh nó ít về mặt nhân phẩm hơn, và đội hình thì nó dễ chơi, nó không có khó nha, nó khá là dễ cho các bạn có thể gọi là chơi được. Với hai con Mia mà ảnh như thế này thì bắn rất là ok luôn. Gà gì đứng ở phía sau chọn chọn, hình như bên kia người ta cũng chơi choáng kìa anh em kìa. À, người ta cũng chơi giác đấu hay sao á, nhưng mà bên này mình có thanh tẩy. À, bên mình thì Mia thanh tẩy bắn, càng bắn thì càng nhanh nhá, càng bắn thì càng nhanh. Còn một con Matic 3 sao bị choáng kìa, choáng đến nằm luôn. Hai con Mia nó thi nhau choáng rồi thôi chứ chiều. Chiều. Lát nữa mấy ông chơi mấy con tướng 5 tiền vô xong rồi tôi cứ choáng rồi làm sao? Thì mấy bạn nhiều khi các bạn bị choáng nằm luôn không kịp xả chiêu ấy. Thì lúc đó sẽ rất là ngon luôn, rất là ok luôn. Để có thử coi là mình có choáng người ta đến nằm hay không. Đấy, nhưng mà mình đang ở chủ win khá là ổn nha. Đấy, up một cặp lên. Đấy, và nhét con du dòng vô. Cái là có cho mình là 6 giác đấu liền. Đơn giản vậy thôi. À, 6 giác đấu, hai con Mia làm choáng tỷ lệ là 50%. Hai con thì nó là 100%. Nếu như mà tính theo gọi là toán học bình thường thì nó là 100%, nhưng thực ra thì nó không phải 100% đâu nhé. Nó là 2 lần của 50 nhưng không phải là 100. À, nghĩa là mỗi con sẽ có 50% thôi chứ nó không phải là 100. Nói chung là cái tỷ lệ làm choáng theo như lý thuyết thì nó sẽ là gấp đôi, nhưng mà thực ra thì nhiều lúc bạn bắn 10 phát nó không choáng được phát nào là chuyện bình thường. Đó là tại bạn xui. Nói chung là bạn xui thì bạn bắn 10 phát không choáng được phát nào là hết sức bình thường. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ đắp thêm tinh linh. Đây ổng chơi có hai con à. Ông chơi cái hai con 5 tiền này, hai con 5 tiền cộng trong đó có một con ma ảnh. À, hên là hên có một con ma ảnh nhưng mà đang bị choáng. Ui, à, Lucas vẫn bổ được Mia phía sau. Bổ được Mia này mà bổ đau quá. À, chắc có lẽ là sẽ không ăn được cái bộ mấy con tướng 5 tiền rồi anh em ạ. Chua quá, nếu mà choáng được thì ngon, còn choáng không được thì nhức đầu. À, Lucas nó có tóc biến anh em ạ, tóc biến ra phía sau. Không biết sao nó bổ ngay giữa trán của Mia luôn, với lại mấy tinh linh nữa. Chắc mình bỏ tinh linh được rồi, tới lúc phải bỏ tinh linh rồi anh em ạ. Chứ chơi tinh linh thì nó bổ một con gọi là tinh linh thì con Mia của mình nó bị trúng đam luôn, nó dẫn đến cái kết không có được mê lắm. À, một là lấy ô, hai là lấy ngọc thôi. À, lấy ngọc giặc đấu này, hoặc là lấy ngọc chim tinh cũng được. À, lấy ngọc giặc đấu, ông kia ông nhảy vô con ngộ không liền, tha đâu, để ông ngộ không rồi nó phân bóng ra. Không phân bóng ra mệt,
Nói chung là khá là mệt. Chắc là phải tới lúc rồi. Tới lúc phải bỏ con điện rồi anh em ạ. Không chơi con điện được rồi. Tại vì bây giờ mà chơi thêm con điện là kiểu gì cũng đưa đầu cho người ta cứu à. Chắc chắn là đưa đầu cho người ta cứu anh em ạ. Xấu giác đấu. Để mình giấu con Mia đi chỗ khác. Chứ nãy con Mia đứng cái góc kia thì nó bị người ta quánh. Thấy không? Nó bị người ta quánh trước. Để kiếm thêm một con đấu sĩ nữa. Kiếm thêm con đấu sĩ gắn vô nó sẽ làm 4 đấu sĩ sau giác đấu. Đó, thì cái chuyện mà ăn được mấy ông 5 tiền hay không thì khó nói. Ở chung là nó khá là khó để có thể nói được chắc chắn là mình sẽ ăn được người ta. Nhưng mà cũng khó để có thể nói là người ta sẽ chắc chắn ăn được mình. Nếu như mà mình choáng được thì mình ăn được. Không có kiếm giảm sao, hơi tiếc là không có kiếm giảm sao. Thay cái gọi là thanh tẩy bằng kiếm giảm sao nữa là đẹp. Đồ mình thì nó cũng không có cái hiệu ứng. Bên kia thì chơi tinh linh đúng không? Chơi tinh linh không biết là máy có thêm cả pha lê tinh linh cơ à, cắn nhờ. Nhưng mà mình không chơi tinh linh, bên mình là Mia bình thường thôi chứ nó không có liên quan gì tới tinh linh ấy. Đấy là mình thắng được lượt này và người ta ra đi cho tâm hồn biệt ly rồi, còn lại ông 5 tiền với lại mình thôi, ông gọi là tha skill 3 với lại mình thôi. Thì đấy, thì một ổng top 1, hai là mình top 2. Thì đó, cái đó là cái đó. Bây giờ chuyện nó tới đó rồi. Nó tới lúc ai top 1 được thì người đó hưởng. Chứ bây giờ là không biết phải ổng thì ổng chỉ có 3 con thôi, Ngộ Không với lại Alucard với lại ấy thôi, với lại Aura thôi. Thì tóc biến ra sau đúng không? Alucard thì nó sẽ tóc biến ra sau. Mình giấu mấy cái con này vô đây để cho nó đỡ quýnh cái con Mia của mình. Chứ Alucard là nó sẽ tóc biến vô. Ngộ Không tóc biến à? Ngộ Không tóc biến chứ không phải Alucard. Alucard bị choáng, Alucard mất khoảng tầm là nửa cây rồi. Bắn đi Mia. Choáng người ta đi. Đúng rồi, choáng Alucard lại, choáng nó. Đúng rồi, Alucard lên đường rồi anh em thấy không? Chuyện xui lắm nha, chưa chắc đã giòn đâu. Ai Mia mình choáng được nhưng mà Aurora nó thả băng vô rồi rụng rồi. Không ăn được đâu, ăn được á, nhưng mà điều đây là nó còn mấy con Ngộ Không nó tách bóng rồi câu giờ rồi đó, chứ còn một hồi là không có Ngộ Không tách bóng câu giờ là mệt chứ mình không đùa đâu. Mình lát mình kiếm thêm con Gatot. Có thêm con Gatot thì thay con nào? Gatot giác đấu mà. Leo mod thì nó hơi phế anh em. Leo mod đi. Hồi nữa Gatot sẽ là người làm choáng nha, sẽ là người gọi là tóc biến vào trong, nhảy vào trong. Chỗ này vô đỡ, Gatot vô đỡ đây. Sắt. Chưa đâu, bạn chưa chắc đã giòn đâu nha. Nói chung là mình mà khống chế con gái lại được nữa là nhiều khi mình thắng được ấy. Đây là không có kiếm giảm sao nha, không kiếm giảm sao là nói chung là. Ổng thì còn 50 mấy máu. Nếu mà mình thắng một phát là nhiều máu lắm đó. Ổng thắng mình thì ít chứ mình thắng thì nhiều. Thêm một quyển sách nữa. Ui, lắm sách thế. kháng phép nè anh em. Gatot kháng phép, sách cho Grock. Để cho nó khống chế đối phương nhé. Ruby nổ xạ thủ. Ngon nhờ. Vậy thì mình có thể gắn thêm bừa một con xạ thủ vô nữa thì chúng ta sẽ có được là 3 xạ thủ để trừ giáp đối phương. Một cấp 3 xạ thủ. Đấy, thì Mia nó bắn nó sẽ trừ giáp đối phương xuống. Hợp lý liền. Hợp lý rồi đó anh em ạ. Rồi vậy đi. Thì coi thử là Mia mình nó ổn không? Rồi trừ nổi giáp không? Tới đi anh trai. Bên kia người ta chỉ có con Ngộ Không. Ngộ Không đang kiếm giảm sao. Ngộ Không đang bị choáng bởi Mia. Nhưng mà Mia hình như Mia chính của mình nó bị giảm xuống còn 2 sao. Bên kia sau cùng thì vẫn là Aurora. Vẫn là câu chuyện Aurora thôi. Aurora có bị cho. Ui Ngộ Không trước khi nằm lại kịp tách bóng. Nhưng sau đó thì Aurora thả chiêu. Nhưng mà bên này được một cái là mình có cái kháng phép rồi. Nên là tạm thời là Mia của mình đang bắn ổn. Nhưng thả chiêu lần 2 thì lên đường. Cay thế nhờ. Nhưng bên này thì đó là Châu. Châu đang đấm choáng. Châu đang sút. Châu không chế được. Quá hay đến từ Châu. Ảo. Khá là ảo anh em ạ. Chưa chắc đã giòn đâu mọi người ơi. Chưa chắc đã giòn đâu. Châu hả? Cho thằng Ariel đứng đây đi. Hồi nãy là thằng kia nó chạy lên ngủ. Con Mia của mình bị đánh. Cái con này nó chạy bộ lên nè. Nó chạy bộ lên phía trên thành con Mia mình. Sau cùng là con Mia bị đánh. Anh em khá là uổng. Grock đồ tầm này bỏ được rồi.
Atlas tấm này bỏ được rồi. Đó, thì nói chung là mình sẽ có cơ hội để mình đánh được. Còn đánh được hay không thì nó còn là một câu chuyện khó nói. À, người ta xài tiền rồi, mình thì mình cần phải kiếm con gà tốt 2. Đó, có thêm được cái kháng phép ngon ha. À, tính ra thì họ không có ấy nhờ, họ không có làm choáng nhờ. Đúng không? Con Aura thì nó đâu có làm choáng đâu, nó chỉ làm đóng băng được cái thứ thôi chứ không có làm choáng đúng không? Alucard nhảy vô giữa chán Mia, Mia bắn nhưng Mia bị Alucard gõ trước là Mia nằm rồi. À, lần này thì mình bị Alucard gõ. Căng thẳng. Sau cùng thì phải bảo vệ được cái con Mia của mình anh em ạ. À, lát nữa để mình bu hết vô một chỗ đi. Mình giấu Mia mình lại là được. Cần con Gatot lên 2 cái đã. Gatot thiếu một con. Hai con Gatot. Lọc lại thì bây giờ biết làm sao. Rồi, thì nói chung là người ta gọi là nhảy vô người ta quýnh con Mia của mình. Khó chịu nhờ. Để mình giấu con Mia của mình lại chứ không là con Mia mình nó bị quýnh thì đấy, mình cần phải giấu con Mia của mình để cho con Mia mình nó không có bị quýnh chứ không là con Mia của mình bị quýnh thì nó đâu có kịp bắn đâu, thì làm sao kịp làm choáng được cái thứ. Alucard đang nhảy, Alucard sẽ bị choáng và sau đó thì Mia còn bên kia thì mình còn khá là nhiều tướng. Aura không tấn công, Ngộ Không kịp tách bóng, không kịp tách bóng đến từ Ngộ Không. Mình còn khá nhiều tướng ở đây và Mia thì nó có cho mình là khả năng kháng phép một xíu đến từ cái gọi là áo tròn tiên tri. Có kịp hay không? Mia hồi máu lại được là rất nhiều. Mia đang cố gắng làm choáng Mia. Mia không kịp anh em ạ. Cũng thế nhờ. Đáng ra là hồi nãy là mình phải lắp cái áo tròn tiên tri sang người của Mia luôn. Mình lo đổi đội hình quá chứ mình không có lắp áo tròn tiên tri sang. Thì nó không cần cái thanh tẩy đâu. Nếu như mà hồi đầu mà mình lấy con Aura, mình thay vì mình lấy con Mewtwo á thì mình có thể là họ sẽ không có Aura để họ chơi mà họ thay vào đó sẽ là con Mewtwo, thì con Mewtwo thì nó chỉ có khả năng làm choáng thôi. Nó dậm dậm thì nó sẽ không có gây được nhiều đam lên người của con Mia của mình, thì Mia của mình có thể bật ngược lại để có thể đánh thắng được họ nha. Rồi, ok, đó là cái kiểu chơi của ngày hôm nay, một cái kiểu chơi nó khá là đơn giản và nó không có hề phức tạp. Cái chuyện mà mình thua những người mà đánh tha 5 tiền là chuyện hết sức bình thường. Tại vì ở phía dưới này thì răng huyền thoại thì người ta vẫn còn đang chơi được con tha, chứ còn lên trên răng thần thoại thì chẳng có tha để mà chơi. Thì anh em cứ nghĩ một cách đơn giản đi, thì trong đội hình mà nếu như mà không có những cái người mà đánh tướng 5 tiền được cái thứ thì đây sẽ là một cái đội hình nó có khả năng gọi là tranh đua top 1 rất là cao nha. Nếu như bạn chơi con Ria skill 1 cùng với cả là bộ giác đấu đấu sĩ như này thì cái khả năng bạn lấy được cái top 1 với cái đội hình này là cao chứ không phải là thấp đâu. Tại vì người ta thì tướng 5 tiền thì anh em biết rồi, tướng 5 tiền với tha thì nó quá là meta rồi. Thì cái bài này là bài cơ bản rồi, rất là nhiều người đang đánh ở thời điểm hiện tại rồi. Nhưng mà như các bạn đã biết thì tại vì nhiều người đánh quá thì lên răng trên người ta sẽ cấm và chẳng có để mà chơi. Đấy, cho nên là mình không cần phải lo về cái chuyện là bạn sẽ thua những người đánh tướng 5 tiền, thì mình thua thì mình cùng lắm thì mình trong top 4 thôi. Còn nếu như mà họ đánh mà họ không đủ may mắn với cái kiểu đánh của tha, giống như đầu game họ đánh tới tận 100 máu còn nguyên mà. Nếu như gặp những người khác người ta đánh cứng quá, người ta bao bớt máu thì nhiều khi họ mới là người phải thua ở trong cái trận này chứ không phải là mình nha. Rồi ok, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn ở trong cái clip ngày hôm nay. Một cái clip đánh nó mang cái thiên hướng đơn giản, hiệu quả và nó phù hợp để cho các bạn có thể leo ở mọi mặt răng. Chứ còn mà giống như tha thì các bạn tầm này răng huyền thoại thì cứ spam đánh tha skill 3 đi để người ta không có cắm ấy, thì bạn cứ đánh tha tới thôi. Lên tới thần thoại rồi, khi người ta cấm tha rồi thì lúc đấy bạn sẽ chẳng còn những cái kiểu đánh những con tướng 5 tiền nữa, thì bạn biết đánh bài gì bây giờ thì có thể đánh cái bài này của mình nhé. Rồi, ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bạn nào thích cái clip này của mình thì cứ để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh. Nhớ bật chuông, bấm thông báo lên để nhận thông báo trong thời gian sắp tới có ý tưởng nào hay thì bình luận phía dưới giúp mình, để mình có thêm nhiều ý tưởng mình làm trong tương lai. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn rất nhiều và xin hẹn gặp các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.